So back to what I was saying. Tôn Ngộ Không soái ca nhất màn ảnh, sự nghiệp chìm nghiệm vì giành chỗ ngồi của đàn chỉ, ngoài 40, xuống sắc, đáng sợ. Bành Vu Yến từng là nam thần vạn người mê vì body nổi bật cho đến khi vì một lỗi lầm mà thất thế. Không nói ai cũng biết nhiều năm trước, Bành Vũ Yến chính là chàng nam thần với body 6 mũi, là tình trong mộng của nhiều cô gái. Anh từng luôn nằm trong top những nam diễn viên sở hữu thân hình phàm vỡ, quyến rũ bậc nhất xe buýt. Thậm chí nhiều cư dân mạng còn đặt cho Bành Vũ Yến danh hiệu tôn ngủ không đẹp trai nhất màn ảnh khi anh tham gia ngủ không kỳ truyền. Đạo diễn Khương Văn cũng từng không ngần ngại bày tỏ niềm ngưỡng mộ đối với thân hình nóng bỏng của Bành Vũ Yến. Ông luôn miệng khen rất đẹp, đẹp tuyệt vời, đẹp hơn cả tưởng cổ. Thậm chí vì đạo diễn còn khiến nam tài tử ngài ngùng khi luôn tìm cớ sở mó cơ bắp anh và cảm thán không ngớt lời. Ôi, sexy quá, không chỉ phụ nữ mê mà đàn ông cũng thích là sao. Trong hậu trường bộ phim điện ảnh, ta không thắng chính. Nhưng đáng tiếc vài năm nay, sự nghiệp của ngộ không, đẹp trai này lại không được như ý muốn. Anh ít lộ diện, không có dự án phim mới và cũng không tham gia nhiều sự kiện. Có thể nói, nam tài tử gần như biến mất khỏi làng giải trí một cách khó hiểu. Tuy nhiên, thỉnh thoảng Bành Vũ Yến vẫn lộ diện trên trang cá nhân. Ở tuổi ngoài 40, diện mạo của nam tài tử khiến khán giả sốc. Dù anh vẫn giữ được phong độ với thân hình săn chắc và cơ bắp, nhưng gương mặt của anh khác hẳn với trước kia. Cụ thể, Bành Vũ Yến từng chia sẻ trên mạng xã hội hình ảnh gương mặt với làn da sạm màu. Hơn thế, vì anh để râu ria xồm xoàm nên trông giả như ông chú. Trên mặt của Bành Vũ Yến cũng bắt đầu xuất hiện các nét nhăn với các vết chân chim thấy rõ, nhiều người thất vọng với vẻ ngoài xuống sắc, khó nhận ra của nam sĩ viên. Sáng vẻ này của Bành Vũ Yến khiến không ít khán giả nhớ tới hình ảnh người bản thân Hồ Ca của anh. Hồ Ca cũng từng khiến khán giả sốc khi chia sẻ ảnh râu ria lợm chởm gương mặt khác biệt so với các sự kiện. Dường như ở độ tuổi trung niên, cả hai năm thần ngày nào đều chọn cuộc sống thoải mái, không quá còi trọng vẻ bề ngoài. Hơn thế, Bành Vũ Yến thời gian này dành cho bản thân nhiều hơn, anh tích cực đi du lịch, leo núi và chăm cuốn cưng. Nam diễn viên không còn đặt nặng sự nghiệp như trước, nhưng cũng có nguồn tin cho rằng vì lỡ đắc tội với đàn chỉ nên Bành Vũ Yến mới bị tụt dốc sự nghiệp như vậy. Sinh năm 1982, Bành Vũ Yến là một trong những ngôi sao hoa ngữ có đủ tài, đủ sắc. Anh ghi dấu ấn tên tuổi của mình qua hàng loạt tác phẩm truyền hình ăn khách. Nam tài tử từng trở thành ngôi sao hàng đầu trong lòng các đạo diễn lừng xanh. Đóng chính trong Exit No Six, Bành Yến từ nam diễn viên chưa có tiếng tăm chính thức bùng nổ xanh tiếng. Phim cũng trở thành bom tấn phòng vé giúp anh được đề cử ảnh đế Kim Trung. Dần dần sau đó, Bành Vũ Yến được nhiều đoàn phim săn đón, nhiều đạo diễn lựa chọn. Với lợi thế ngoại hình điện trai, thân hình nóng bỏng, Bành Vũ Yến có hàng loạt vai nam chính điện ảnh. Anh từng gây sốt khi tham gia Hoàng Phi Hồng hay Tôn Ngộ Không kỳ truyền. Sự nghiệp nam thần này có thể nói sánh ngang với Hồ Ca vào thời điểm đó. Tuy nhiên, một sự việc đã khiến sự nghiệp của Bành Vũ Yến nhanh chóng tụt dốc. Tại đêm hồi bộ 2018, năm diễn viên có vị trí ngồi khác, song sau đó không hiểu vì lý do gì mà chỗ anh được đổi lên chung với nhiều tên tuổi lớn như Trương Nghệ Mưu, vợ chồng Khương Văn. Ban đầu, chỗ ngày này thuộc về Lý Băng Băng. Bị đổi chỗ đột ngột khiến nàng đại hoa đán, khá tức giận, được biết cô không thèm đến ngồi mà đứng trong cánh gà cho đến hết sự kiện. Sau khi vụ việc ồn ào bành Vu yến chia sẻ, tôi không làm điều gì xấu hổ với lương tâm, khiến dư luận tò mò sự thật đằng sau. Nhưng không rõ ai đúng ai sai, chỉ biết sau đó sự nghiệp của bành vui yến tụt dốc nhanh chóng. Có thời gian, anh chỉ toàn đóng phim kinh phí thấp, không có danh tiếng. Vì từng là một trong những nam thần gợi cảm điện trai hàng đầu xe buýt, Bành Vũ Yến lùm bài sự nghiệp, khiến nhiều người thương cảm hơn là đáng trách. Nhiều fan thấy tiếc cho một nhan sắc và tài năng như anh. Không chỉ có sự nghiệp không như ý muốn, Bành Vũ Yến từng rất đào hoa, nhưng giờ lại một mình một bóng, trong khi bạn bè đều đã có nơi có chốn. Theo đó, thời con trẻ nam thần này từng dính hẹn hò với những cái tên như Trương Quân Ninh, Đại S, Quách Thái Khiết, Thư Kỳ, hứa tịch. Tuy nhiên, nam diễn viên không hề lên tiếng đính chính hay phủ nhận, không ít lần anh bị truyền thông gắn mác kẻ đào hoa số 1 lạc giải trí. Sau đó, Bành Vũ Yến dính nghi vấn hẹn hò sau phim cấp 3 Trần Tịnh khi cả hai có dịp hợp tác chung trong hàm bộ phim 12 chú vịt vàng của đạo diễn Ngô Quân Như. Cuộc tình này khiến sự nghiệp Bành Vũ Yến bị ảnh hưởng không nhỏ, dưới áp lực nặng nề từ nhiều phía, cặp đôi đã chia tay chỉ sau 4 tháng quen nhau. Sau này Bành Vũ Yến lại còn bị nghi ngờ về giới tính thật, đặc biệt sau hai nụ hôn đồng tính đầy nóng bỏng của anh với bản diễn trong bộ phim Charms Austin and Unbeatable". Thậm chí cảnh nóng trong phim còn khiến anh trở thành một trong những diễn viên nam hợp với vai đồng tính nhất màn ảnh hoa ngữ. Từng có tin soái ca sứ đài có mối quan hệ thân thiết, thậm chí ngủ với ông lớn của một tập đoàn đầu tư. Trên mạng xã hội từng xuất hiện nhiều đoạn chat và chia sẻ trên mạng xã hội liên quan đến việc Bành Vũ Yến qua lại với CEO Trương Lỗi. Tuy nhiên, thực sự thông tin này chưa được chứng thực. Hiện tại, Bành Vũ Yến vẫn là chàng độc thân vườn không nhà trống. Nhiều fan hy vọng anh có thể một ngày nào đó sớm tuyên bố đã kết hôn và có con như bản thân Hồ Ca.